Chào anh em, em hướng dẫn cách reset của cái đàn ông ABC1920 nhé. Đây, anh em trước khi bật này, tắt lúc nguồn đi này. Tắt lúc nguồn nha, on off nha. Để phải mở cái này lên nhé. Và mở không được, không thể tắt này nhé. Anh em bật lên này. Anh em tắt nút nguồn đi này. Đó. Tắt luôn nguồn đi và giữ nút AB này. Em giữ hai nút này nhá. A này, B này. Đấy, giữ nguyên này, xong bật nút nguồn lên. Đấy, để cho chạy mấy lần. Rồi. Bỏ tay ra sẽ reset lại từ đầu mặc định của năm ly. Em lên mạng search mãi không tìm thấy nên vừa mới mò được ra xong. Để em chia sẻ cùng cho anh em. Rồi, ok nha anh em nha.